Xong, thế là có chỗ ngồi đàng hoàng chứ đâu. Ông Dậu ơi, tôi đã nhắc ông từ tối hôm qua xem là hôm nay chuẩn bị xe gì để chở mấy bác nhà mình đi đám cưới con bác cả đấy nhá. Mà sao giờ này tôi vẫn chưa thấy cái xe cộ gì nhỉ? Suốt ngày chỉ cái công nông đấy thôi. Thế đây không phải xe là gì? Thế ý của ông là định đi đám cưới bằng cái xe công nông này á? Thế mới đặc biệt chứ. Mình có khoảng 4-5 người, làm sao mà đi cùng nhau trên một cái xe máy được. Nhưng mà ông ơi, tôi cứ thấy nó thế nào ấy. Tôi cũng thấy nó thế nào ấy bà. Chẳng đi đám cưới bằng cái xe này thế nào ấy. Thế nào là thế nào? Mọi người không thấy trên báo nói à? Nào là đi đón dâu bằng xe xích lô này, bằng xe bò này, bằng máy cày này. Thế thì bây giờ thì mình đi ăn cưới mà đi xe này mà không được là thế nào? Quá được đấy chứ. Thế tôi hỏi ông, thế trên cái thùng xe nó như thế này thì mấy người chúng tôi ngồi vào đâu? Thế chẳng lẽ lại nằm ra như con lợn à? Từ đây lên nhà bác cả mấy cây số, thế tôi lấy ghế kê lên cho các bà ngồi là được chứ gì? Xe quần áo thì rõ là đẹp mà lại phải đi con xe công nông này, thật ra đây, bực cái ông Dậu tôi lắm rồi nhá. Ngồi. Đi xe nào lại như thế này. Thôi, mời mọi người lên luôn không kiểu muộn. Lên đi mọi người lên đi. Nào lên đi lên đi lên đi. Nào nhanh cái chân lên không muộn bây giờ. Ôi. Ôi sao ruột quá lên mất. Này, ông đi có cẩn thận đấy nhá. Một lần đến mười lần say. Ui, hôm nay mình vui quá ông nhỉ? Lâu lâu mới gặp nhau mà. Mà này, kem thuộc quán này xinh thật đấy nhỉ? Xinh xinh chứ. Tôi còn uống với em nó mấy chén đấy. Tôi cũng thế. Lần sau mình lại lên đi ăn cháo ấy. Thôi, cẩn thận một tia. Được rồi. Em đây là của tôi đấy, ông mà ông cũng khôn thật đấy. Rồi, được rồi. Ông chỉ là cái khôn này, em là của tôi đấy. Xong em mình lại đến ăn sáng. Ôi, ông chỉ là cái khôn này, em là của tôi đấy. Ui, của tôi đau quá, bà làm gì tôi đây? Ui, trời ơi, tôi có để ý đâu. Tôi cứ túm vậy thì trúng đâu thì trúng thôi. Xè sao quá ạ, ông ạ. Máy móc tôi làm sao bà đền tôi đấy? Có thấy gì đâu mà đền. Toàn thế vải thôi. Ông đừng có mà ăn vạ. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mọi người có làm sao không?
Sao mà chăng cái gì? Ông đi kiểu gì đấy? Tôi gãy cả chân rồi đây này. Ôi, đau hết xương cả chân rồi. Ôi, rồi ngoài ra tí thôi. Không làm sao là may rồi. Tại hai cái thằng xe máy kia kìa. Ôi, đáng tưởng tượng đẹp tí. À điêu, đau thế. À điêu, à điêu. Thế, thế. Thế, ông có làm sao không? Ây à. Ôi, cái thủ này không sao thì được rồi, không sao đâu. Không sao đâu. Đúng rồi, cái thủ không bị sao là tốt rồi. Ờ, là tốt, tốt. Ây, ây, dậy á, dậy á. Ây, à đây, ây, à. Ông đi kiểu gì đấy? Ông đi kiểu gì đấy? Ờ, đi kiểu gì đấy? Đi kiểu gì đấy? Xem lại chúng mày đi. Xem mà xem thế nào? Đường này là đường làng. Ông mà ông đi thế à? Đường của riêng ông à? Cái xe của ông to nha, chiếm mấy đường đi à? Cái đường mà đi nhỏ, đi thế à? Này này, đường tao đi nhé. Chúng mày cứ lượn lờ như con cá cờ, thế thì tao đi vào đâu? Thấy chưa? Cái xe thì to, cái đường thì nhỏ mà còn cái to nữa đấy. Cái mà thích gì? Mày thích gì? Mày thích gì? Ừ, lại láo nó. Cháu chào bác ạ. Có chuyện gì về ạ? Công an, công an. May quá, có cháu Minh đến cháu giúp bác phân xử ấy. Ừ. Giới thiệu với mọi người, đây là cháu Minh, con rể tương lai của tôi. Cháu là công an xã. Ừ. Này, thế này công an ạ. Hai thằng tôi ấy thì là đi từ cái trên kia xuống, tốc độ là chưa đến 70 km trên một giờ đâu. Thế mà thằng này đi qua lên đây nó đỉnh đâm vào. Ngã xuống này xe rượu là đi cứ lượn lờ ngoài xe đường. Xe to còn đấy, bây giờ cái đấy sao nó kia được. Đấy, bác đang đi từ đây lên đến đây này thì gặp hai cái thằng này này lượn lờ như con cá cờ rồi đâm vào xe bác, bây giờ còn lý sự đòi đánh bác. Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Trước hết hai anh có mấy cái sai. Tôi thấy hai anh hơi rượu nồng nặc, sau đó điều khiển xe mô tô là cái sai thứ nhất. Các anh đi lạng lách trên đường là cái sai thứ hai. Anh này còn không đội mũ bảo hiểm nữa này. Tốc độ của các anh đi như thế cũng là quá cao, rất là nguy hiểm. Bác cũng có cái sai đấy ạ. Bực mình. Tướng nó bênh mình nó lại bảo mình sai, sai là sai thế nào? Không biết ấy, nó còn muốn tán con sao nhà mình nữa hay không? Ấy, ông cứ bình tĩnh, xem cháu nó nói thế nào đã chứ. Thế cháu Minh, cháu nói bác nghe xem nào, thế bây giờ làm thế nào? Thưa bác, theo quy định của pháp luật thì xe công nông và xe tắc tơ như của nhà ta đây là không được chở người đâu ạ. Đấy. Thứ hai là bác đi lấn sang đường bên kia nhiều, làm cho người đi ngược chiều, rất nguy hiểm đấy ạ. Đấy. Tao có lấn sang có một tí. Rất may là lúc nãy các bác ngồi đằng sau xe chỉ bị xây sức nhẹ. Nếu xảy ra chuyện gì mà ngồi trên đó không có thiết bị an toàn như ô tô thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy ạ. Đúng rồi. Ôi dồi ôi, nguy hiểm quá. Suýt nữa thì khỏi đi kiên lẩu mà thành kiên lĩnh. Thôi cháu thì cả bác và hai anh đều có lỗi. Rất may không ai bị thương nặng, nhưng đó là bài học để rút kinh nghiệm ạ. Còn hai anh thì phải đi chậm lại và nhớ là đừng uống rượu khi lái xe nữa nhé. Ờ, rồi được rồi, được rồi, được rồi. Chúng tôi nhớ rồi. Cảm ơn. Bây giờ các bác lấy xe về cất. Sau đó cháu cùng với em Sao sẽ lấy xe máy đèo các bác đi dự đám cưới ạ. Thế mới xứng đáng là con rể ông giàu chứ nhỉ? Rồi. Thôi chúng ta về chuẩn bị đi ăn cưới thôi các bác nhỉ?